nằm ngay chỗ cục đá cả nhà. Cái mùi vị của cái con hào đá này cả nhà, nó mặn mặn ngọt ngọt. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Cả nhà ơi, hôm nay thì xin muốn dành tặng cho cả nhà thêm một cái món ăn rất là đặc biệt nữa. Thì nói chung là mình không có đi lặn cả nhà. Thằng em mình nó đang đi lặn một ít hào đá, có nghĩa là hào đó là nó nằm ở dưới cái khúc đá cả nhà, nó rất là bự. Thì không biết là em nó lặn được hay không. Nói chung là thịt của nó, của loại này rất là ngon. Mình sẽ chờ thằng em mình về để mà mình bắt đầu phụ nó làm một cái món hào gì đó nướng để cho cả nhà cùng thưởng thức nha. Đó, ở đây thì là mặt biển thì rất là nhiều hải sản nha nhà. Đó, thì loại hào hú này thì mình cũng ăn nhiều rồi và cũng chưa từng quay trên kênh của Sinh. Thì ngày hôm nay mình sẽ bắt đầu cùng cả nhà thưởng thức cái món này ăn nướng như thế nào, và không phải nướng không mà là mình sẽ làm rất là nhiều món nữa. Bây giờ mình sẽ mời cả nhà nha xem thử coi món này sao. Bây giờ mình chờ anh em nó về cả nhà, mình đến chưa về nữa. Cái nhà cùng với Sinh đi làm cái con hào đá này nha. Em mình nó đem hào đá về rồi, tại do mình không có lặn được ở nhà, nói chung lỗ tai mình nó hơi bị ù. Đó, bây giờ mình đi xem thử cái hào đá này như thế nào, bắt đầu làm nha. Con hào đá mà nó nằm ngay chỗ cục đá cả nhà, nó nằm xuống như nè, nó nép vô kìa, nó nép vô cục đá vậy đó, hè vậy đó. Đây là con cua nè, thấy con cua không? Giờ mình sẽ dùng cái dao ha, mình sẽ rạch ra đây nè, mà hở hở, có khi cũng không cần. Mình sẽ bỏ lên lửa, nó cứ tự động hở ra luôn. Ở dưới biển nhìn rất là đẹp nha. Nhìn thấy không? Đây là ốc nè, ốc rất là nhiều. Ốc này ăn cũng ngon. Tàu nhỏ đó là chiếc ghe, người ta gọi thường là chiếc ghe nhỏ để mà những người này, đây là những người dân họ đang chạy ra những cái hòn đảo đó để kiếm những cái hải sản này kia, lặn ốc lặn ghẹ đó về để mà phục vụ cho những du khách ở đây đó. Các nhà thấy không, rất là đẹp ha. Như
nếu bạn nào có dịp hoặc là những anh chị em nào, chú bác nào có dịp thì ra đảo Nam Du kế bên Phú Quốc đó để mà chiêm ngưỡng những cái hòn đảo tuyệt vời này đó, rất là yêu nha cả nhà. Vậy nè mọi người, nhìn rất là ngon nha. Chiều nay anh em mình chắc sẽ nướng dưới mỡ hành đi ha. Mình rửa qua, nước này cho sạch, sẽ.
chuẩn bị xong hết tất cả mọi thứ. Bây giờ bắt đầu mình sẽ mời cả nhà cùng nướng với mình nha. Giờ mình thưởng thức cái món hàu này nha. Đây gọi là hàu đá, gọi là hàu búa. Ở mình hay gọi là hàu búa nha cả nhà. Trên mạng thì người ta gọi nó là hàu đá hay gì đó. Thì các bạn cứ lên trên đó, lên trên mạng mà để mình search ra nha. Bây giờ mình bắt đầu nướng rồi mình thưởng thức luôn cả nhà. Đói quá. Mình bắt đầu sẽ luộc cái món ốc này nha cả nhà. Giờ mình luộc ốc rồi mọi người. Cả nhà xem nè. Đó, mình đã chuẩn bị mấy cái muỗng. Đó. Đây là mấy cái muỗng mà mình chuẩn bị để mình cậy lên mà mình thưởng thức đó cả nhà. Thì nói chung cái con hàu này nó rất là nhiều chất dinh dưỡng và ngon lắm cả nhà ơi. Nói chung hàu nào cũng có nhiều chất dinh dưỡng lắm. Thì ngày hôm nay xin sẽ mời cả nhà cùng thưởng thức với mình một cái con hàu đá rất là nhiều chất bổ và ngon như thế nào. Thì mình sẽ nướng chung với mỡ hành nha cả nhà. Mình sẽ dùng cái muỗng này để mình cậy nó lên mình ăn. Đó, bây giờ chúng ta bắt đầu nướng nha. Xin vừa mới nướng xong cái món hàu đá này nha cả nhà. Nói chung ở đây là một cái món mà rất là tuyệt vời nha cả nhà. Nếu ai có cơ hội á thì ra đảo hay gì đó chúng ta nên thưởng thức cái món này nha cả nhà, rất là tuyệt vời và ngon. Nói chung là mình đã từng thưởng thức ăn qua quá nhiều cái món này rồi. Ngon lắm nha cả nhà. Cái món hàu sữa à, quên, không phải hàu sữa mà là hàu đá. Nó cũng tương tự như hàu sữa mà nó ngon lắm. Rồi rồi.
quá ngon rồi nha. Chắc chắn là ngon lắm nha. Rồi, mời cả nhà mình cùng thưởng thức với mình là cái con hào đá này nha. Thấy chưa, rất là tuyệt vời mọi người, ngon lắm đó, mình đã từng ăn nhiều rồi. Bây giờ hôm nay mình quay lại cho cả nhà cùng xem và thưởng thức nó nha. Đây, thấy không? Cái này mình đừng, cả nhà nhớ là đừng có bao giờ nướng nó quá chín nha. Quá chín quá nó không có ngon. Mình nướng vừa vừa thôi, vừa đủ chín được rồi. Còn ai mà muốn ăn chín hơn thì ráng nướng kỹ kỹ một chút. Nhưng mà mình nướng kỹ quá nó mất hết chất, nó không có ngon. Nhưng mà cả nhà nha. Rồi. Nói chung khách sạn cả nhà quá ngon rồi. Thật sự rất là ăn vô nó cái mùi vị nó béo béo với lại. Bây giờ các bạn ơi, cho nó rất là ngon nha. Mình rất ăn vô ngon. Nhưng mà nó hơi tanh nha. Các bạn nào mà cảm giác ăn được cái này thì nướng vừa vừa được rồi. Còn đây là cái cù của nó nha. Cái này cái cù nhá. Cái cù của nó rất là ngon. Cái cù nhà nha. Cái cùi nó ngon quá nhà, cái cùi ăn cứ cứ trực. Thì một miếng nước nước ớt này. Trời ơi. Quá đã mọi người. Ngon quá. Mùi cái đó rất là ngon nha nhà. Nó hơi tanh một chút thôi, tại vì mình nướng nó không có được chín quá, tại vì mình nướng vừa vừa thôi để mình còn giữ được cái chất dinh dưỡng nó lại. Chứ các bạn mà cả nhà mà nướng kỹ quá thì nó mất hết đi những cái mùi vị không ngon. Thì lúc trước mình không biết á, cái mình nướng quá kỹ đi, ăn vô thì nó khô với lại không có được mùi vị cho mấy. Hôm nay nghe mình nó làm cho mình nướng mình ăn nên mình gửi tặng đến cả nhà một cái món đặc biệt ngon thế này. Nói chung đây là một chất dinh dưỡng, cả nhà đừng nên bao giờ bỏ qua nha. Nhớ thử. Ngon quá nha. Tuyệt. Ngon quá. Giờ nướng mình nướng được 2 dĩa rồi nha. Nướng xong 2 dĩa thôi. Cái mùi vị của cái con hào đá này cả nhà, nó mặn mặn ngọt ngọt, tại vì nó có một cái, tại vì khi mà mình nướng nó còn một cái mùi vị ngọt ngọt của nó, tại vì khi mà mình nó vẫn còn ngọt cả nhà nghe, cái không ngọt nhiều, cái độ ngọt của nó vừa vừa thôi, nhưng mà cái kiểu như khi mình khui ra mình nướng lên đó thì cái chất mặn của nó, nước mặn nó còn nằm trong đây nữa nha. Đó thì mặn cũng không có vô, nhưng đối mình là nó vừa ngọt ngọt và mặn mặn đó. Nhưng mà nói mình thì mặn không nhiều, mình ngọt là cái cua này rất là ngọt nha, ngon quá.
Rồi cả nhà ơi, bây giờ mình còn một con này nè. Giờ mình mời cả nhà thưởng thức thêm một con cuối cùng này nữa. Rồi sau đó mình xin kết thúc tại đây nha. Nếu cả nhà thấy hay đừng quên nhấn đăng ký subscribe cho cái kênh của Sinh nó càng càng mạnh, để mình có thêm động lực á, để mình phát triển thêm những cái video sắp tới nữa. Mời cả nhà nha. Ồ. Ngon quá nhà ơi. Tuyệt vời. Tạm biệt mọi người nha. Ngon lắm, ăn tiếp rồi nha. Vừa mới nó thơm, ăn nó thơm hơn là thơm nữa. Đánh gỡ đậm hơn. Cái con tôm gì mà cái đất nó bự, mà cái đầu của nó bự, nó xíu. Cái gì nữa, mà ngủ nó cái gì? Trong bánh đi. Cái đầu nó cái gì? Trong bánh đi. Trong bánh đi. Ngủ cái đầu xanh đó. Ừ, cái đầu đúng không? Em bữa nào thấy không? Đúng rồi, đúng rồi. À, vậy không phải cái đầu nó gặt không đó. Gặt đúng không? Đúng rồi đây, nhớ nhớ mà. Con này, con này, con này xanh đó. Ừ, tưởng là cái tôm mà cái đầu nó còn ấy không mà. Đây. Cái càng cua này á, rất là ngọt nha nghe nha. Nói chung là cua nướng á, khi mình nướng lên nó rất là ngọt. Nó ngon. Bây giờ không cầm nè. Ngon cả nhà. Con dâu đang chuẩn bị bánh kem cho mình tổng nè. Con này. Cái nhà nó mới xây xong. Càng cua quá ngọt cả nhà, ngon. Đứa cháu mới đẻ vô có bầu. Chắc sẽ có ngày đó mình sẽ làm cái clip về cua, cua nướng cho cả nhà xem nha. Sẽ nướng vừa vừa thôi để có một cái độ ngọt lại của nó, rất là ngon. Đây nè cả nhà, mình vừa mới đi lặn nữa nè. Đó, đây là cái con hàu đá hàu muống cả nhà, rất là ngon nha. Ở Hà Nội rất là nhiều cả nhà. Đây gọi là hàu đá cả nhà, nó giống như cục đá nó ghép vô. Ai có kinh nghiệm thì mới bắt được cái hàu này, mới nhiều thịt, có loại bắt không có nhiều thịt. Đó. Nhà thấy không? Cua tía ơi. Nhà thấy không? Cua quá trời luôn. Em cho cả nhà xem. Rồi mùa này ốp. Này cả nhà, con cua bự ghê không? Cua đá quá khủng. Nhà thấy khủng ghê không? Anh ơi phải đổi cơ, cửa ổ cua, đổ anh kia. Nhiều quá đụng hết. Hải sản quá nhiều quá nhà ơi.